Xin chào tất cả các bạn, mình là Trân Lê, năm nay 40 tuổi, khởi nghiệp từ năm 20 với cái khát khao làm chủ cuộc sống của mình. Mình không muốn ai đó họ kiểm soát tài chính của mình và kiểm soát thời gian của mình. Trải qua 15 năm điều hành doanh nghiệp về trang trí nội thất, mình cũng đã có hơn 20 khách hàng phát triển về chuỗi hệ thống. Tuy nhiên khi công việc càng phát triển thì mình nhận ra những cái tiềm ẩn rủi ro về tài chính, đồng thời cái thời gian cho gia đình và bản thân là hoàn toàn không có. Khi đó thì mình đã tìm gặp được một cái giải pháp về kinh doanh không sở hữu dựa vào nền tảng mạng xã hội. Trải qua 7 năm trong kinh doanh này thì mình nhận được những giá trị vô cùng tuyệt vời. Qua đó thì mình đã cùng với ông xã và hai con của mình đi qua hơn 4 châu lục lớn. Đặc biệt hơn là mình đã có chuyến hành trình đi bộ 60 ngày cùng với những người dẫn dắt mình trong công việc này. Và kinh doanh thì không hề bị ảnh hưởng giống như trước đây. Mình tin rằng với mô hình kinh doanh không sở hữu, bạn có thể ngồi tại nhà cùng với chiếc điện thoại của mình và wifi kết nối với thế giới. Đó là một giải pháp vô cùng tuyệt vời dành cho những người phụ nữ mà mình vừa muốn cân đối sự nghiệp, đồng thời có thời gian chăm sóc cho con cái. Xin chào anh chị, tôi là Nguyễn Thị Hương. Tôi đã có nhiều năm kinh doanh trong lĩnh vực tài chính và bất động sản. Hiện tôi là thành viên sáng lập của một tập đoàn bất động sản được niêm yết trên sàn chứng khoán. Là người phụ nữ ở tuổi 58, tôi luôn kiếm tìm giải pháp để nâng cao chất lượng cuộc sống cho bản thân và gia đình. Bây giờ, với công việc kinh doanh mới tốt hơn, tôi và gia đình không được sống trẻ, sống khỏe, mà còn có thể giúp được rất nhiều người theo đuổi ước mơ của họ. Xin chào các anh chị, tôi là Trần Bích Nga. Tôi có kinh nghiệm 15 năm làm chủ doanh nghiệp và rất thành công trong ngành bảo hiểm nhân thọ 9 năm. Nhưng hiện nay tôi đã lựa chọn cho mình một hướng đi mới, không chỉ là vấn đề tài chính, mà còn cho tôi một phong cách sống rất tuyệt vời. Tôi có nhiều thời gian hơn đi du lịch vòng quanh thế giới. Và điều quan trọng hơn cả là mỗi việc làm hôm nay của tôi có thể thừa kế tài sản cho con cháu sau này. Xin chào anh chị, tôi là Nguyễn Ngọc Nam Phương. Tôi có trong tay bằng cử nhân từ Oxford, là một trong ba đại học hàng đầu thế giới, và 3 năm kinh nghiệm làm việc tại một trong 5 tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới. Tuy nhiên khi quay về Việt Nam, tôi quyết định lựa chọn một hướng đi mới, khác biệt hơn. Và bây giờ tôi vô cùng tâm đắc vì cuối cùng tôi đã tìm thấy một triết lý kinh doanh cũng như một triết lý sống hàng đầu thế giới. Xin chào tất cả các anh chị, tôi là Đồng Công Du, 22 tuổi. Khi còn là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, tôi là một bạn rất là ham chơi, đặc biệt tôi rất thích chơi game. Tôi cũng có làm kinh doanh thêm về mảng dịch vụ giáo sư cũng như bán hàng online. Tuy nhiên, công việc kinh doanh thời sinh viên cũng như tấm bằng đại học tôi nhận ra rằng chưa đủ để cho tôi có một cái sự phát triển lâu dài và bền vững. Qua đó tôi tìm hiểu một hướng đi mới, cơ hội mới giúp cho tôi được phát triển bản thân, làm chủ thời gian, thu nhập và có hệ thống kinh doanh toàn cầu. Xin chào các anh chị, tôi tên là Nguyễn Trần Minh. Còn tôi tên là Đỗ Thu Hằng. Trước kia tôi từng du học tại Mỹ với bằng quản trị kinh doanh và thạc sĩ xây dựng, và sau đó làm trợ giảng cho trường đại học của mình. Còn tôi tốt nghiệp tại Đại học Sutter ở Đài Loan về chuyên ngành trang trí nội thất. Khi trở về Việt Nam, tôi làm tư vấn thiết kế và kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp. Nhưng hiện nay, chúng tôi có một sự lựa chọn khác tốt đẹp hơn. Sự lựa chọn mới giúp chúng tôi có nhiều thời gian bên nhau cùng thực hiện những điều chúng tôi mơ ước. Xin chào anh chị, tôi tên là Nguyễn Thị Thanh Thủy. Trước đây tôi là giáo viên dạy hóa cấp 2. Tôi đã có hơn 10 năm công tác trong ngành giáo dục. Bên cạnh đó, tôi đã học thêm ngành dược và kinh doanh thuốc Tây hơn 7 năm. Tôi rất tự hào về những giá trị mình đã đạt được trong hai lĩnh vực đó. Tuy nhiên, giờ đây tôi đã có sự lựa chọn mới tốt hơn. Công việc kinh doanh mới của tôi giúp cho tôi đạt được tất cả những giá trị tốt đẹp trong hai công việc cũ. Hơn thế nữa, nó còn giúp cho tôi nâng cao chất lượng cuộc sống, hoàn thiện bản thân nhanh hơn và giúp đỡ được người khác nhiều hơn. Xin chào mọi người, tên tôi là Ngô Bạch Dương, 42 tuổi, từ Hải Phòng, tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế, có 7 năm quản lý trong lĩnh vực xây dựng trong các cơ quan nhà nước. Ngoài ra tôi thành lập doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng 11 năm. Khi làm nhà nước, tôi không được chủ động về thời gian, về công việc. Khi làm doanh nghiệp, tôi thấy rằng tôi luôn bị áp lực về kinh tế, về nhân sự và điều hành. Tôi chọn cho mình một hướng đi mới trong công việc này, giúp cho tôi chủ động về thời gian, có một nguồn thu nhập bền vững, phát triển thị trường toàn cầu trong một môi trường đầy tính nhân văn. Xin chào các anh chị, tôi tên là Trần Thị Minh Tâm, đến từ Đà Lạt. Sau 13 năm công tác trong ngành bưu chính viễn thông với 2 tấm bằng đại học, quản trị kinh doanh và tài chính kế toán, tôi quyết định bước ra kinh doanh. Lĩnh vực tôi chọn là vật tư nông nghiệp. Tuy nhiên, giờ đây tôi đã có một lựa chọn khác, tốt hơn.
Việc kinh doanh mới không chỉ mang đến thu nhập bền vững mà còn cho tôi một cơ hội giúp đỡ rất nhiều người khác cải thiện chất lượng cuộc sống.